Thưa quý vị và các bạn, hiện nay xu hướng làm đẹp theo phong cách sexy ngày càng phổ biến với chị em phụ nữ, nhất là giới trẻ. Nếu như có một cô gái ăn mặc sexy gợi cảm đi qua thì chắc chắn là sẽ thu hút rất nhiều ánh mắt của đấng mày râu. Tuy nhiên, chính vẻ bề ngoài đó đã khiến cho không ít người đánh giá rằng cô gái đó không phải là típ ngoan hiền, thậm chí còn cho rằng là cô gái đó còn hư hỏng nữa. Tuy nhiên, người xưa có câu, biết người, biết mặt, không biết lòng. Ngay cả khi ở cạnh và tiếp xúc với một người nào đó trong một thời gian dài thì chúng ta còn có thể bị bất ngờ bởi tính khí và cách hành xử của họ. Thì huống chi với những người mà mới chỉ nhìn qua cách ăn mặc của họ thôi mà đã đưa ra kết luận. Vậy phụ nữ hở hang sexy có nghĩa là không ngoan, có nghĩa là hư hỏng? Chuyện tối nay sẽ đề cập đến chủ đề này qua góc nhìn của cánh mày râu với khách mời là một nam ca sĩ mà ngay chính bản thân anh cũng đã từng có cái nhìn hơi khắt khe về những cô gái sexy. Và xin được chào đón ca sĩ Khắc Việt, chính là chủ nhân của rất nhiều bài hát rất là hot và cũng vừa trở thành chú rể chỉ cách đây ít ngày thôi. Vâng, trước tiên thì xin được chào đón ca sĩ Khắc Việt và xin chúc mừng anh với thông tin rất là tuyệt vời, đó chính là anh vừa lập gia đình mới chỉ cách đây một thời gian ngắn. Và đầu tiên thì cho phép Hương Trà được hỏi anh một chút là cuộc sống và cảm xúc của anh như thế nào khi vừa mới cưới vợ, có khác biệt quá nhiều so với cuộc sống độc thân trước đây không ạ? Nhưng mà nếu mà nói Việt khắt khe với lại sexy thì hơi oan thôi. Việt chưa hề phải khắt khe cả. Việt cũng rất là thoải mái. Và trước khi đến với câu hỏi của Trạm thì Việt cũng nói là Việt cũng đã tiếp xúc với lại cũng rất là nhiều thứ mới mẻ ở những nước, nhiều nước khác nhau và những lưu diễn nhiều. Thì sexy đối với cá nhân Việt thì quan điểm của Việt không hề khắt khe, quan điểm của Việt cũng rất là dễ chịu và cũng thoải mái vấn đề đó. Nói như vậy là cũng hơi oan cho Việt. Vâng, tuy nhiên thì tôi có nhớ rằng là trước đây anh cũng có từng chia sẻ là đã có khoảng thời gian trước đây thì anh cũng nhìn nhận về vợ mình, khi mà thấy vợ mình ăn mặc rất là sexy thì anh có suy nghĩ rằng có lẽ là cô ấy không phải là một cô gái ngoan. Có đúng như vậy không ạ? Thực ra là tôi cũng không biết là cái báo nào chia sẻ. Nhiều khi những cái chia sẻ của tôi nhiều lúc báo chí cũng không nói không đúng, nó rất là như thế. Còn về quan điểm của Việt thì Việt cũng rất là thoải mái, không hẳn đánh đồng với tất cả mọi người là cứ phải là sexy rồi là sẽ là hư hỏng. Đối với quan điểm cá nhân của Việt thì style sexy nó là một cái sở thích của mỗi người, nhưng mà sexy trong một cái chừng mực và phù hợp với văn hóa của đất nước của mình, phù hợp với văn hóa từng vùng miền, vì nghĩ nó sẽ thích hợp hơn. Còn khi bạn không thể nào mà bạn đem một cách sinh hoạt của một người phương Tây mà bạn ép vào nó một người Á Đông, hoặc là những cái suy nghĩ của người Á Đông bạn ép buộc nó vào phương Tây được. Mỗi một đất nước hay mỗi một cái nơi chúng ta đi qua hay một cái nơi chúng ta sống, nó đều có những cái tuân thủ, những cái khác nhau. Và Việt nghĩ rằng là sẽ phù hợp theo ở cái từng góc độ của những cái nơi vùng miền mình sống và cái nơi mình đang sinh hoạt. Đó. Ở Việt Nam hiện nay thì cái vấn đề đấy nó cũng khá là cởi mở trong tất cả mọi thứ từ thế trẻ. Đối với Việt, ngay cả bản thân bà xã của Việt thì Việt cũng thoải mái và cởi mở vấn đề đó. Style sexy chưa chắc là suy nghĩ đã sexy. Vâng, vậy theo anh thì như thế nào gọi là sexy đúng chuẩn mực, và cái nào mà vượt quá cái chuẩn mực đấy và trở nên lố lăng rồi? Sexy khác và khi hở hang một cách quá đà nó sẽ khác nhau. Có ví dụ rất nhiều, cụ thể đấy ạ, ví dụ như là có rất nhiều mà người có rất cụ thể, có rất là nhiều những cô gái rất là đẹp, những vâng, thân hình và là quấn hút, thì Việt nghĩ rằng là cũng không tội gì mà lại không tôn vinh những cái vẻ đẹp đó lên một chút để cho mọi người có thể nhìn thấy vẻ đẹp đó. Nhưng nó những cái bộ đồ hay những cả mọi thứ lên cái con người tôn vẻ đẹp đấy nó cũng phải mang tính chất tương đồng và tương xứng, làm sao để cho nó có một cách mọi người nhìn nó cảm thấy là nó nghệ thuật và nó đẹp. Còn tất nhiên là khi mà vượt quá giới hạn sexy thì nó là những cái nó rất là hở hang, hở và cả hở hang. Khi tôi dùng hở hang đây là hở, nếu những bộ đồ nó mặc nó không hợp với cái người mặc, thứ nhất này nó lại bị mang tính chất là nó phản cảm quá đối với từng cái thời điểm mà họ xuất hiện. Chẳng hạn như bạn không thể nào mà xuất hiện trong một cái chương trình từ thiện cho trẻ em mà bạn xuất hiện vâng, với một cái bộ đồ mà nó lại quá hở hang được, đúng không? Vâng. Nhưng mà bạn có thể ở trong club, hoặc là bạn có thể ở những cái nơi mà thu hút những giới trẻ, hoặc những nơi cởi mở hay những cái party, nó những cái party nó mang tính chất cộng đồng của giới trẻ. Vâng. Thì bạn có thể mặc những bộ cánh mà nó tôn vinh những cái vẻ đẹp của bạn đấy. Vâng, người ta thường nói rằng đẹp khoe xấu che, tuy nhiên thì vẫn phải phù hợp với từng hoàn cảnh và cái nơi mà mình đang sống, đúng không ạ? Và tôi được biết là vợ của anh Khắc Việt là một DJ
cũng rất là có tiếng ở Hà Nội và cũng rất là sexy quyến rũ, và có thể nói là nếu như mà các chỉ cần cô ấy bước đi qua thôi thì các đấng mày râu đã phải ồ lên trầm trồ rồi. Vậy thì với một cái hình ảnh quyến rũ và với hình ảnh quyến rũ sexy như vậy thì ở thời điểm ban đầu khi mà anh đưa vợ về ra mắt bố mẹ thì không hiểu là lúc đấy thì bố mẹ của anh có cái nhìn có khắt khe với vợ anh hay không? Như Việt đã nói ban đầu đấy, đó là cái môi trường và cái từng cái hoàn cảnh thích nghi, tất nhiên là không thể ăn mặc một bộ váy sexy khi ra về ra mắt bố mẹ được rồi, đúng rồi, vâng. Nó không thể nào như vậy được rồi. Ngay ấn tượng ban đầu thì vợ cũng là người làm nghệ thuật, mình thì cũng làm nghệ thuật rất nhiều năm rồi, mình cũng gặp gỡ và cũng đã quen biết rất là nhiều người trong cuộc sống, những cái người bước qua đời mình, những người mình đã quen, thì cũng không thể nào mà đánh giá theo cái tiêu chuẩn gọi là cứ nhìn sexy được là sẽ hư hỏng được. Đó là một cái quan điểm rất là sai lầm. Đấy. Rất là sai lầm. Có nhiều bạn gái rất rất là kín đáo nhưng thực sự là rất là hư hỏng. Đấy. Nhiều cả nhiều lắm. Gặp cũng có nhiều, không thể đánh giá được cái chừng mực, không thể đánh giá được và đánh giá cái mức độ hư hỏng là như thế nào. Còn như thế nào là gái ngoan, hư như thế nào là gái hư nữa cơ. Đấy. Vâng. Nó định nghĩa nó còn rất là nhiều thứ để liên quan đến để chúng ta có thể lan rộng ra được cái vấn đề là sexy. Thì khi đưa mắt về nhà Việt rất thoải mái. Và bố mẹ trong nhà thì cũng hai anh em là đều làm nghệ thuật. Vâng. Bố mẹ là đã là người cho chấp nhận và đã theo dõi cho con cái làm nghệ thuật rồi. Thì tất nhiên bố mẹ cũng có cái nhìn rất khác. Mẹ Việt hay là bố Việt cũng là cái nhìn rất khác. Cái chuyện ăn mặc ấy nó không quan trọng bằng cái chuyện cách cư xử ở ngoài đời như thế nào. Khi lấy nhau về, đưa nhau về, nó còn quan trọng nhất là cách cư xử với nhau cơ. Cái cư xử và cái văn hóa cư xử với nhau nó là nó cái trình độ văn hóa, cái cách cư xử nó nói lên tất cả mọi thứ. Nhiều khi là cái bộ váy mặc sexy nó không thể nào nói lên được cái tính cách con người ấy được. Đấy. Vâng, rõ ràng là chúng ta phải mất rất là nhiều thời gian thì mới có thể hiểu được tính cách của một con người và con người đó là như thế nào. Tuy nhiên thì nhiều người cũng cho rằng là chỉ cần thông qua cách ăn mặc hay là ấn tượng ban đầu thôi cũng có thể nói lên được một phần của tính cách của người đó. Anh nghĩ sao về điều này? Không hẳn đâu, tại vì là như này. Có người có cái style là thích, chẳng hạn như Việt thích mặt bụi bặm ra đường và tính Việt rất là thích phủi. Nhìn khuôn mặt của Việt thì anh bảo rất là hiền, và tính cách của Việt cũng rất hiền. Nếu mà xét góc độ như vậy, chẳng hạn nó cái quần đang rách như này, chẳng hạn về quê cái là cũng bảo là nó khác một chút, nhưng không hẳn, cũng không hẳn là phải đánh giá. Việt nghĩ rằng là nó cái nó theo tính cách phô diễn và kín đáo của mỗi con người và cái thẩm mỹ mỗi người. Có những người ta tính cách mạnh bạo và đã làm quen với cái số đông người, người ta quen dần, đã quen với những trường hợp là đứng trước đám đông, họ có thể mặc mũ và cánh rất là mạnh bạo là vì họ quen, họ không cảm giác không ấy. Nhưng mà đối với những người mà con gái mà họ lại chưa quen với những việc đám đông, tính cách họ hơi thu hẹp chẳng hạn như thế, thì họ sẽ chọn một mình một cái style kín đáo một chút. Đấy, nó sẽ theo từng lứa tuổi. Chẳng hạn như đến bây giờ thì Việt bảo là thế dạo này không thấy em mặc sexy, bảo là lấy chồng rồi mặc sexy làm gì nữa. Vâng. Đấy là một cái câu nói rất là bình câu nói, nhưng mình cũng phải khiến mình suy nghĩ rằng là nó theo từng thời điểm, mà theo những cái khi mà chưa có chồng, là chưa vẫn còn những cái vẫn còn nhiều người yêu và còn nhiều rất nhiều vệ tinh vây quanh, thì họ luôn có quyền họ phô những cái đẹp. Thế bây giờ tự nhiên là mình cũng chả bảo, cũng chả cấm đoán hay chả sao cả, thì vợ mình cũng bảo là mặc làm gì nữa, có chồng rồi. Thế tự nhiên cái suy nghĩ cũng khác đi. Thế là Việt bảo là cũng có động viên vợ bảo là kệ chứ, mặc cái sexy thì cho đẹp. Hay như cái hôm cưới cũng bảo là tôi mặc váy cưới nó sexy một chút đi cho nó đẹp, cho nó trẻ trung. Nhưng mà không, chả thích, thích kín đáo. Đấy, thì nó cũng làm cái khác nhau, nó khác nhiều lắm rồi. Từ ngay suy nghĩ theo cái thời điểm của con người nó lớn lên. Không thể nào mà mình đứng tuổi rồi mình ăn một cái quá sexy. Vâng. Đúng không ạ? Rõ ràng là hôn nhân cũng là một bước ngoặt rất là lớn trong cuộc đời mỗi người. Chính vì vậy mà khi mà đã trở thành vợ chồng rồi thì rõ ràng là vợ anh cũng đã biết cách rất là khéo léo để có thể lựa chọn những cái bộ cánh vừa đẹp nhưng vừa đủ sexy, đủ quyến rũ nhưng mà không quá hở hang. Nhưng mà Hương Trà chỉ giả sử thôi, ví dụ lỡ may một lần nào đó mà vợ anh sẽ dạy một bộ cánh rất là sexy và có thể nói là hơi hở một chút, đôi khi vì phụ thuộc vào tính chất công việc của vợ anh. Vậy thì những lúc như thế thì anh có góp ý hay là có ý kiến như thế nào không ạ? Thực ra thì là không có một cái quy định hay là một cái công việc nào mà quy định phải mặc sexy cả. Vâng. Đấy, nó đều là do tính cách và cái sở thích của mình thôi. Thì cũng không có quy định nào là làm DJ là phải mặc sexy thì mới làm DJ được, đúng không ạ? Vâng.
Nhưng nếu mà có một lần mà vợ hở thì Việt nghĩ rằng là vợ luôn 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 vợ Việt rất là cũng rất tôn trọng là em mặc bộ này được không, như nào em hỏi, luôn hỏi Việt, hay là những lần Việt đi xa thì được luôn chụp ảnh vừa mặc bộ này cái thứ được như này được không, thì phải nhắc là anh không can thiệp vào vấn đề đấy, thì mặc như nào là quyền của em, nhưng mà làm sao thì để cho mà tất cả mọi người nhìn vào nó đều có một cái tôn trọng anh và tôn trọng em, để gương mặt của em cũng là gương mặt của anh, và ngược lại những cái hành động của anh bên ngoài bây giờ nó cũng phải phụ thuộc vào em nữa, những cái hành động hay những câu nói hay những cái mọi hành động của anh nó còn ảnh hưởng ngay cả em, và tất cả mọi thứ của em cũng thế, nó cũng ảnh hưởng ngay lập tức lại anh, thì luôn luôn phải biết cân nhắc hở trong một cái chừng mực và trong một cái gì đẹp đẽ, nhưng không thể nào mà sexy nhưng mà lại đi quá cái giới hạn của nó, lại là thành một cái nó không có mang tính chất nghệ thuật nữa mà nó lại rất là mang tính chất phản cảm cho những người người ta gần mình đấy. Vâng, tuy nhiên thì người ta vẫn thường nói là về lâu dài thì môi trường sẽ tạo nên tính cách và lối sống. Anh có lo ngại điều đấy sẽ xảy đến với vợ anh hay không ạ? Và liệu rằng anh có mong muốn là sẽ vợ anh sẽ tiếp tục hoạt động nghệ thuật trong một môi trường phức tạp như là showbiz hay không ạ? Ngày xưa cái môi trường ấy không biết các bạn định định nghĩa như nào, nhưng mà cái xưa cụ cũng nói câu là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn đấy, Vâng. cái môi trường nó chỉ là một cái tác động, những con người nào mà họ đã có những ý chí và có những cái bản chất hay có những có cái thần thái có thần thái à cái khí chất riêng con người Vâng. nó khó đánh mất lắm, Cái chính vẫn là ở bản thân mình đúng không anh? khi mà bạn đã là thủ lĩnh thì bạn sinh ra chắc chắn là bạn là thủ lĩnh à. Còn bạn là con tốt thì bạn ở bất kỳ môi trường nào bạn cũng sẽ nghĩ ra những cái để bạn làm. Một con người mà mang tính chất tầm vĩ mô, họ sẽ ở trong bất kỳ môi trường nào họ sẽ luôn nghĩ những cái vấn đề đấy xảy ra, rắc rối xảy ra thành cái vĩ mô. Mà khi mà bạn là một con người mà không có tầm vĩ mô thì bạn ở trong một cái tập thể tất cả những người giỏi vĩ mô thì bạn cũng sẽ nghĩ ra những cái khôn lỏi. Cái môi trường nó chỉ là một cái một phần thôi. Đừng bao giờ cũng đổ lỗi cho môi trường sống được. Nếu như nó đổ lỗi môi trường sống thì tôi cũng hư học từ lâu rồi. Không Vâng. thể nào ngồi đây là một một người mà đến giờ phút này cũng hơn chục năm trong nghề, mười mấy năm trong nghề chắc chả cũng biết. Vâng. 15 năm gần năm 15 năm, hơn chục năm đấy. Thì không thể nào mà có những thành công để tôi ngồi đây để nói chuyện với chả được. Không thể đổ lỗi cho cái môi trường sống ở nhà đấy được. Một con người mà đã có những cái tính cách và phẩm chất riêng của người ta thì họ cũng sẽ có những cách tự biết nề nếp và những cái răn đe cho cái tâm lý của mình, những cái riêng, không để bị phao lãng đâu, ít lắm. Vâng, hòa nhập nhưng mà không hòa tan đúng Vâng. không ạ? Trong môi trường showbiz, phải nói là Hương Trà rất là ghen tị với bà xã của anh Khắc Việt, bởi vì là cô ấy rất là may mắn có được một người chồng rất là thấu hiểu và đồng cảm với công việc cũng như là phong cách của mình như vậy, và luôn ủng hộ cho những dự định của cả hai vợ chồng. Và xin được cảm ơn những chia sẻ rất là thú vị Vâng. của ca sĩ Khắc Việt trong chương trình ngày hôm nay. Cảm Chúc ơn. anh và bà xã luôn luôn hạnh phúc và luôn Vâng. được khán giả yêu Cảm mến ơn ạ. Trà và xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi chương trình. Xin cảm ơn.